Xin kính chào tất cả các troller. Một tuần nữa đã trôi qua và chúng ta lại gặp nhau tại bản tin chôn của chôn bóng đá. Mở đầu bản tin sẽ là những thông tin quốc tế, sau đó sẽ là phần lớn thời lượng dành cho đội tuyển quốc gia. Chỉ trong vòng một tuần thôi mà Ronaldo đã xoáy ngôi Miss Pen của Messi khi liên tục sút thẳng hai quả pen. Đầu tiên là cú đá đại bác khiến bầy chim tan tác trong trận gặp Sevilla. Tiếp theo là tình huống bị thủ môn cản phá trong trận Bồ Đào Nha thua Bulgari. Vương miện Miss Pen của làng bóng đá đã đổi chủ. Xin chúc mừng Ronaldo với danh hiệu cao quý này. The fourth runner-up is Jamaica. Mọi người nghĩ đương kim vô địch thế giới là không thể đánh bại và lội ngược dòng khi bị dẫn hai bàn lại càng không. Nhưng tuyển Anh lại không nghĩ như vậy. Ở câu lạc bộ báo bao nhiêu thì khi lên tuyển, Kane và Vardy cũng quẩy tưng bừng cỡ đó. Không Rooney cũng không sao, khi những sự thay thế cho anh cũng chất lượng không kém. Nếu cứ đá như thế này thì bộ đôi Kane và Vardy hoàn toàn có thể giúp tuyển Anh làm nên chuyện tại vòng chung kết Euro năm nay. Bệnh tật và cái chết không buông tha một ai. Thật đáng buồn là không lâu sau sự ra đi của ca sĩ Trần Lập, chúng ta lại phải đón nhận sự ra đi của một người rất gắn bó với bóng đá khác. Sự mất mát này mang tên Johan Cruyff, một vị thánh đương thời của bóng đá cận đại. Sự thành công của Barca ngày hôm nay còn đóng góp không nhỏ của ông, người đã thay đổi hoàn toàn Barcelona từ lò đào tạo trẻ, định hình lối chơi cho đến đem về các danh hiệu. Tuy ông đã đi xa, nhưng những tư tưởng về triết lý bóng đá của ông sẽ mãi soi sáng cho các hậu bối. Một sự việc đáng buồn khác trong tuần qua khi danh hài Minh Béo đã bị bắt ở Mỹ về tội tấn công tình dục. Vậy là một bản hợp đồng chuyển nhượng bất đắc dĩ đã được soạn sẵn. Minh Béo sẽ không gia nhập Juventus như mọi người nghĩ mà sẽ chuyển quốc tịch từ Việt Nam sang Hà Lan để thi đấu cho câu lạc bộ màu da cam. Phí để chuyển đổi quốc tịch là $1,000,000 và có thời hạn lên tới 5 năm 8 tháng. Quay trở lại phần tin chủ đề của bản tin tuần này. Có thể nói chúng ta vừa trải qua một tuần ăn ngủ trọn vẹn với bóng đá nước nhà. Huấn luyện viên Hữu Thắng đã ru chúng ta bằng những cơn ru êm ái, đầy xúc cảm để đưa chúng ta vào cơn mơ cho trận thắng Đài Loan 4-1. Đội tuyển đã đá rất hay, Thành Lương xuất sắc, Công Vinh nổi bật, Tuấn Anh Xuân Trường phối hợp nhuần nhuyễn. Nhưng mọi cơn mơ đều có điểm dừng và đó chính là khi tiếng còi kết thúc trận đấu giữa ta và Iraq vang lên. Người hâm mộ choàng tịch cho sự bất lực của hàng chục triệu huấn luyện viên online. Giấc mơ World Cup đã kết thúc. Chúc các bạn Thái Lan thành công với ước mơ của mình. Còn bọn tôi sẽ lại quay trở về với những mục tiêu thiết thực hơn là SEA Games và AFF Cup. Để chọn ra thánh chôn tuần này không hề khó. Chỉ cần nhìn vào màn trình diễn của đội tuyển trong hai trận đấu vừa qua là chúng ta có thể biết. Vâng, xin chúc mừng anh Lê Công Vinh. Anh chính là tâm điểm của bản tin tuần này. Không hiểu trong pha bóng này anh nghĩ gì mà sau khi đã loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự đội bạn, nhưng cuối cùng lại mím môi mím lợi mà đóng bóng căng như vòng một của Thủy Tiên méo cả xà. Nhưng thật may, đó chỉ là tai nạn khi Công Vinh cũng đã kịp ghi hai bàn giúp chúng ta vượt qua Đài Loan. Luôn là như vậy, khi đội tuyển cần anh luôn lên tiếng. Dù bị đả kích, chỉ trích, anh vẫn luôn là trụ cột của đội tuyển. Lê Công Vinh sinh ngày 10 tháng 12 năm 1985 tại Nghệ An. Sinh ra trong một gia đình nghèo với 4 chị em. Mẹ đi làm xa, bố vào tù. Giống như nhiều cầu thủ nổi tiếng trên thế giới, xuất phát điểm của Công Vinh cũng là rất thấp. Dần dần sau này trái bóng tròn đã đem lại cho anh tất cả: danh tiếng, tiền bạc, vợ đẹp, con ngoan, gia đình hạnh phúc. Một mẫu cầu thủ có thể nói là hình mẫu để mọi cầu thủ Việt Nam hướng đến. Quyến bẩm sinh, Vinh khổ luyện.
anh luôn bị đem ra so sánh với người đồng nghiệp cùng quê, rằng nếu như Quyến không dính cái phốt ấy thì Vinh sẽ chẳng thể nào có ngày hôm nay được. Nhưng rất tiếc, nếu có thể thay đổi cái từ nếu ấy thì có lẽ thế giới đã không còn rồi. Sẽ chẳng có bàn thắng nào tự chạy đến chân bạn, sẽ chẳng có thành công nào tự đến mà ôm lấy bạn, sẽ chẳng có việc FIFA chúc mừng sinh nhật của một cầu thủ vô danh, sẽ chẳng có cô ca sĩ xinh đẹp nào yêu bạn, và cũng chẳng có câu lạc bộ nước ngoài nào tự nhiên muốn ký hợp đồng với bạn cả. Dù có lý lẽ thế nào thì cũng không thể chối bỏ, Lê Công Vinh là một trong những tiền đạo giỏi nhất, đẳng cấp nhất mà bóng đá Việt Nam từng sản sinh. Những đóng góp của anh mãi là di sản, là lịch sử để lại cho các cuốn sách giáo khoa bóng đá nước nhà. Trong hiệp 2 này thì Suzuka đã có tới 2 lần ngăn cản những tình huống đi bóng nguy hiểm và có thể dẫn đến bàn thắng của Công Vinh. Nhưng anh vẫn đang rất may mắn khi không phải lãnh thêm một thẻ vàng nào từ phía trọng tài Abdul Basir người Singapore. Đây là một cơ hội rất tốt dành cho đội tuyển Việt Nam. Phút cuối cùng của thời gian đá bù giờ, cú sút vào Minh Phương. Sự tăng hoa tuyệt vời. Phút cuối cùng và lưới của Kosin đã rung lên. Tôi còn gì ngon ngào hơn khi chiến thắng đến từ những giây cuối cùng của trận đấu. Đây là đỉnh cao của đội tuyển Việt Nam tại giải lần này. Sự thăng hoa tuyệt vời, đỉnh cao của bóng đá Việt Nam. Bóng đá Việt Nam sẽ trở thành nhà vô địch của Đông Nam Á tại giải đấu năm nay. Hy vọng là như vậy, niềm vui rất lớn từ trên các khán đài. Một niềm tự hào rất lớn, tất cả đều đang hòa chung tinh thần cổ vũ một bàn thắng tuyệt vời. Vâng, không thể có một kịch bản hoàn hảo và ngọt ngào hơn cho những cổ động viên, cho những người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã chờ đợi trong suốt 10 năm qua.